tráng cháo đây nè, có ăn thêm tráng cháo nữa ha. Rồi sữa anh thấy không, rõ ràng không? Mình nên thử cho các bạn xem cái vị của nó như thế nào ha. Cái vị béo nhưng mà cái này thì ngọt hơn sữa các bạn, này rất là ngọt, ngọt hơn sữa, béo thì chắc không béo bằng sữa đâu. Em coi nè, nhưng mà nó có vị thơm, vị thơm giống như dừa sim á, mùi dừa sim á, thơm mùi dừa sim chứ không có thơm mùi sữa lắm.